Hello chào mọi người, thì là năm 2002. Hôm nay mình đến sở để đánh giá một chút Lexus RX350 ra đời khoảng 2016. Con này nhìn rất là bền, giữ giá rất là đẹp, vuông nó nhưng khỏe, nó hợp bố xe nổi bật và từ người mẹ của Toyota. Đó một chiếc Lexus RX350, nó một SUV hạng sang, cũng chung là đối thủ của BMW X5 hay là Mercedes-Benz GLE 400 hay là Range Rover Sport Infiniti Quick 70. Đây chúng ta phần đầu nó rất là đẹp, nó vuông, là hầm hố, nó rất là quyến rũ. Với phần lưới tản nhiệt nhôm 10 chấu nhôm bạc, 10 chấu màu xám nhôm bạc chụp đẹp, với logo 3D chụp đẹp, với full LED kiểu như cái ma trận, có pha cốt bật pha rửa pha này, LED cốt bật pha cốt bật pha đánh góc lái cái chứa cái động để chúng ta chính hiểu luôn, toàn sản xuất đều của pha hết, LED ban ngày này. Với bản so với phiên bản nâng cấp lên 2020 là khác lưới tản nhiệt thôi, đèn là giống như nhau, đèn siêu mù kêu đường siêu mù, bên này siêu mù này, xe thì nhật thì rất là xịn. Cái phần tần đây phần mâm xe 5 chấu là kích thước là 20 inch, có gương LED này, xe này có trang bị cam 360 này, thân xe nó dài nặng 2 tấn, như đôi rất là hở mố, nó đẹp quyến rũ như là luôn. Đèn gầm này, đuôi ống xả kép mạ chrome này, đèo LED cho mình nến là phanh đủ sinh nhan, thiết hợp cho rất là đẹp luôn, để bọc phanh LED này, cái SUV hạng sang cho một cứng, đuôi đầu hố rất là quyến rũ, nó đẹp vuông. Để chúng ta cứ xem khung cốp thế nào nhá. Xong rồi cái nghĩ gì là cô gập điện là đầy đủ, gập điện là bằng hàng ghế thứ hai, cái này có thể chở nhiều đồ đi xa đi phượt, để gôn đi đánh gôn hết, mấy ba lô vali đi xa đi phượt hết, đi đâu cũng gì hết luôn, ngồi nằm bên cạnh hết, xa các tỉnh hết. Để cái này trang bị có lốp su cua đồ nghề, nếu này đóng điện này, đẹp luôn. Số bản 2020 nó chỉ ở khác đèn thôi, có bản dẫn động hai cầu và một cầu trước, hay có một cầu sau thôi, cho nên nghĩ là một cầu trước thôi. RX350 chỉ là một cầu trước. RX thời hồi xưa mới là đắt hơn là 3 tỷ 337 triệu bản RX350, còn bản chính hãng, còn RX200T là nó hơn là 3 tỷ 050 triệu, xong mất xuống giá hơn dưới 3 tỷ đời cũ. 2016 nó hơn cách hơn là 7 năm rồi. Đó. Con này nó chưa chạm mở khóa smart key bằng như này thôi. Nó cong vuốt trải dài cái nền mạ chrome thì rất là đẹp. Đấy, cảnh báo đường mù, gặp xe đằng sau vừa lên, lùi xe đi qua các ngang có thể cảnh báo đường mù sẽ kêu. Dòng này có hệ dẫn động phanh ABS hết nhá. Bản với bản RX450H là công suất 313, RX200T là 234 mã lực môi sản đại 350 Nm. 2020 nó mâm xe nó khác này, 450H là chỉ có động cơ Lexus Hybrid thôi, còn 200T nó chỉ 2.0 turbo tăng áp. Bản 300, kể cả bản RX300 nữa. Mình xem 2020 nó khác một mâm này. Với RX bản F-Sport là chỉ ở khác các lưới tản nhiệt, sơn logo F-Sport trước sau thôi, cả có cái vô lăng có cái logo F-Sport rồi là cái logo F-Sport. Để chúng ta vào khoang nội thất thế nào nữa. Ghế chỉnh điện nó là 8 9 10 12. Ghế chỉnh điện 14 hướng,
Ủa, Vũ Lăng chỉ được 4 hướng này, tăng giảm sát đèn xe tốt độ Orchid set này, nội thất ra sang trọng, ra noble, cái sang trọng nhìn nó cái đẳng cấp cao cấp, nó tiện nghi hơn. Với đều toàn cửa sổ kính 1 chạm lên tự động, mở khóa trung tâm, khóa kính. Với các toàn chọn gương chỉnh gương của mở điện hết, tự động hết. Vị trí ghế 3 đã bi ra vân gỗ, trông như cái bàn vân gỗ rất là thích. Để chúng ta xem khoang nội thất thế nào nữa. À, cái này có để đồ này. Đó. Bật điện lên. Với Vũ Lăng, bốn chỗ bộ da vân gỗ rất là đẹp. Đây đèn lên. Đèn này cái đèn cảm ứng á. Vũ Lăng bốn chỗ bộ da, ba chỗ bộ da rất đẹp. Dẹp vân gỗ luôn, ba chỗ vân gỗ da rất đẹp. Với tăng giảm chuyển bài mốt bật nói tiếng gọi cục cho mình. Cảm ứng hơn 12,3 inch. Hơn 10 inch nghe giao diện Bluetooth, giải trí trong nghe giao diện Bluetooth Navi em cả đặt. CarPlay Android hết. CarPlay Android hết, cam 360 cho mình hết luôn. Với nâng cấp là đời 2020 là màn hình vuông. Đây chính hãng ra đẹp. Với các dữ liệu gắn chỉnh trên tablo này. Người ta cắt tính năng hết. Cua trôi khi này, cái này cua trôi ga tự động, cái này khi lên trên cao tốc là ga trên đường cao tốc nó rất là, tức là trên đường cao tốc nó tự động ga luôn trên cao tốc. Nhiều cái đều hất kính lái lấy làn cách điểm, cách va chạm đường mù hết. Đây đồng hồ cơ nhìn trông như thiết kế sang trọng luôn. Với thiết kế 4 vùng tự động sấy kính trước sau, sấy ấm mát, ghế sấy ấm hết. Với hộp số là 6 cấp. Có phanh tay điện tử auto hold, sấy ấm mát ghế này. Sấy ấm làm mát ghế. Với sạc có sạc không dây. Với khay để cốc này, có chế độ eco này. Sport này. Eco tiết kiệm nhiên liệu loại sport thể thao này. Sport cộng thể thao mạnh nhất. Nó có 3 chế độ lái thôi. Đó. Khóa cầu V-Sai, hệ thống kiểm soát chống trơn trượt. Cái này khóa cầu khi lên đường xấu. Cái này đúng là cái dẫn động hai cầu luôn. Có hộp đồ để cốc hay châm thuốc, hai cầu USB này. Đấy, khai để tra nước đấy. Ngăn chứa đồ. Cái này chỉ có ngăn chứa đồ để xét tài liệu của bài báo hết luôn thôi. Cái ốp vân gỗ trông đẹp. Đẹp. Con này trang bị đôi 20 loa Max Levitation nghe âm thanh rất là tích. Từ khi hơn là chỉ có 6-8 túi thôi. Ngồi rất là thoáng, không gian nội thất ngồi thất rất là sang trọng, ngồi rất là thoáng. Với cái đèn này, với cái soi chắn nắng. Con này có trang bị cửa sổ cho rất là đẹp. Bỏ đó. Cửa sổ trời. Wow. Xe trang tiện nghi. Với có hộp để đường kính ở đây nhá. Ngồi rất là thoáng. Bây giờ chúng ta bắt đầu xem thử hàng ghế sau. Đây để xách tài liệu của nó, xong ra hộp đồ của nó. Ghế sau bắt đầu cái ghế chỉnh điện là hai hướng á. Đó. Đây một chạm lên tự động này, nó rèm che nắng để hết bằng cơ. Với 4 cộng đồ chơi luôn này, nó nạ tổ cường cái chiếc sau. Ôi đèn. Đèn này, cái đại đèn nóc sẽ hết. Còn nước hạ thắt đa phường trực cao người này để xách tài liệu. Chỉnh gió sau 4 vùng châm thuốc này. Bệ tì tay khay để cốc. Ăn chỗ đồ hết luôn. Ngồi rất thoải mái. Nó chưa đổ hết thứ giữa thoải mái. Đi ra khoang động cơ xe nào. Bình bị chúng ta xong. Rate 450H xe với bản cao đó sẽ đắt hơn. Đắt hơn là khoảng 4 tỷ. Con này dùng động cơ là 3.5 lít V6 6 xi lanh, hơn là mã lực 296, mã lực mua sắn đại 370 Nm, tăng tốc là không trên 119 giây, 8 giây, còn tốc độ tối đa 260 km/h. Nó
Lên xe nó bùng một bên xe rất là rake 350, rất là cái xe chuộng phổ biến nhất ở Việt Nam, chuộng rất là nhiều từ thời xưa đến năm nay. Việt Nam chuộng Lexus nhiều, có gồm màu vàng, màu trắng, màu đen, màu đỏ chạy nhiều hết, màu xanh nữa nhiều hết, màu nâu cũng thế thôi, nhiều hết. Xe này có nhìn đèn sáng rất là bóng luôn, rất là đẹp. Đẹp lắm, đẹp. Đi vào xem. Đẹp. Đây hình dáng như nến luôn. Đó, trải dài lẹ lét như này. Đó. Thôi được rồi, mình sẽ khẩu mố nó vuông. Đồ tìm dễ, giữ giá mà dễ được bán nhiều. Đó. Tôi sẽ tạm dừng video đến đây thôi. Cảm ơn mọi người subscribe, đăng ký like kênh YouTube mình nhé. Rồi.